Chúng ta đang sống trong thời bình, nhưng nhiều năm qua vẫn có không ít cán bộ, chiến sĩ quân đội hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, bảo vệ biên giới quốc gia, cứu nạn, cứu hộ để đem lại cuộc sống an lành cho nhân dân. Sự xả thân hy sinh của bộ đội Cụ Hồ vì dân, vì nước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, biết ơn, ghi nhớ. Những năm gần đây, thời tiết cực đoan, mưa bão, lũ lụt liên tiếp xảy ra. Bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ nhân dân. Nước ngập trắng những vùng quê, các anh lại oằn mình trong đêm tối, ngâm mình trong nước lạnh, đẩy xuồng len lỏi khắp nơi để tìm kiếm, cứu hộ, đưa bà con thoát khỏi nguy hiểm. Hành động ấy đã để lại tình cảm yêu mến, trân trọng, không chỉ đối với bà con vùng bão lũ, mà còn tạo sự tin yêu là chỗ dựa tinh thần đối với nhân dân cả nước. Em nhớ như cái hình ảnh của những năm lũ của năm 2008 thì bản thân địa phương của chúng em đã được hỗ trợ trực tiếp rất là nhiều. Giữa cuộc sống thanh bình, nhưng bộ đội vẫn thường xuyên phải sống xa nhà, xa người thân, ăn rừng, ngủ núi, để ra mìn, làm sạch từng tấc đất cho bà con canh tác. Và trên các miền biên giới, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn phải đối mặt với nguy hiểm, đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, buôn bán người, gian lận thương mại và là tấm lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Cuộc chiến không tiếng súng giữa thời bình, nhưng đã có không ít cán bộ chiến sĩ quân đội đã dũng cảm hy sinh hoặc mang trên mình thương tật để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia. Từ tấm lòng, từ tình yêu thực sự của người chiến sĩ, của người sĩ quan đối với dân. Và cái thứ hai nữa, làm tất cả những việc gì có thể làm được để phục vụ cho dân. Và cái thứ ba nữa là gắn bó máu thịt với con em của dân ở nơi địa bàn chiến đấu của mình, công tác của mình, sản xuất của mình. Phương tiện, máy bay, tàu thuyền, nhân lực được điều động vượt qua sóng gió, bão tố để kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển. Khi bão lũ thiên tai ập đến với đồng bào miền Trung trong những ngày qua, đặc biệt là sự cố thủy điện Rào Trăng Ba, có biết bao cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương lên đường, không một chút do dự để kịp thời giúp đỡ bà con trong hoạn nạn. Trong cuộc chiến ấy, đã có 11 cán bộ chiến sĩ quân đội và 2 cán bộ địa phương dũng cảm hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Trước sự mất mát to lớn, sự hy sinh của đồng chí đồng đội, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng, quyết tâm. Chúng tôi xin hứa với các đồng chí đó, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ còn lại để xứng đáng với các đồng chí, xứng đáng với bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với những người đã hy sinh cho đất nước, cho tổ quốc, cho nhân dân. Cuộc chiến không tiếng súng còn tiếp diễn với bao hiểm nguy, nhưng với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các anh luôn sẵn sàng lên đường, sẵn sàng quên mình vì nước, vì dân.